Vậy nè, người đàn ông đòi hỏi người phụ nữ là như nè: xinh đẹp ít thôi nhưng phải hơn cô hàng xóm, thông minh cũng không có phải vừa thôi nhưng mà phải luôn cẩn giác với người người bạn ở ngoài để đề phòng giúp chồng. Đòi hỏi người phụ nữ của mình phải đoan trang nhưng mà lên giường thì phải chuyên nghiệp. Đấy, rồi á, nấu ăn thì cũng không cần ngon lắm nhưng mà phải ngon hơn nhà hàng, phải an toàn vệ sinh thực phẩm. Không có cần phải giỏi giống như là chuyên gia giáo dục nhưng mà phải dạy được con, biết được như người ta để được như con người ta. Rồi, đó, mới sơ sơ vậy thôi thấy làm vợ dễ không?